Chào mọi người, hôm nay là một cái vlog khá là đặc biệt với nhân vật chính Linh Cao Thủ. Nói đùa như vậy thôi, thì hôm nay mình cùng với anh Lu là cũng sẽ làm một cái bữa ăn dành cho mọi người nhân cái ngày mà anh em tập trung lại với nhau cho nó vui vẻ. Trước khi quay lại làm việc reset cuối tuần này thì mọi người tính là có cái gì đó thư giãn thoải mái chút xíu, thì là sẵn có cái khu barbecue ở khu vực gần studio nên là quyết định là Linh đi chợ, Linh sẽ nướng thịt cho mọi người ăn với sự tham gia của nhân vật đặc biệt Pizza. Ê. Thịt ở đâu vậy? Thịt đâu? Ở đây có thịt không? Mọi người lấy cái này kéo đi, em thích kéo. Ok. Xong đi. Linh, mình ăn bò. Ừ. Bò hả? Bò thì kiểu như là bò miếng với lại bò đội và bò sườn. Anh nói. Sườn. Sườn nè. Ừ. Cái này là mình nướng á nha, mình nướng than. Ôi sườn, không bán sườn đâu, ăn ba đầu, ăn thịt rồi thì thôi được nha. Này ba đầu heo nha. Từ từ ba đầu bò. Heo đi ra đỡ tôi. Đi đây, đi cái này này. Ủa đây mà. Nhìn thấy cả. Nhục như con chó vậy. Nhục như con chó luôn. Đi. Chịu ý là đó, kéo đi. Anh dẹp cái vỏ luôn. Ủa bình thường nhà em có đi chợ không sao? Có chứ. Được không? Thiệt, em biết nấu ăn nữa mà. Không, phải quay nói lại rồi. Em biết nấu ăn. Trời ơi, chứ. Nấu gì? Ở trường gì? Nấu nhiều lắm, cái gì cũng nấu được hết. Nấu được bò, phở, đồ, cái gì cũng nấu được. Bò luôn. Dạ nấu được, dễ mà. Dễ luôn hả? Thiệt. Nó khó mà. Không, dễ lắm anh. Nó chỉ là nó nhiều công đoạn mà nó phức tạp thôi chứ không nghĩ là nó khó nấu nha. Nó phức tạp chứ chưa khó. Ý là nó nhiều, chứ phải làm nhiều bước đó, phải lọc này kia rồi cái thứ. Tự nói tới cái khúc mà nó dễ lắm là tốn 50.000. Tính ra là không có đem thẻ luôn á mọi người. Xong rồi đúng không? Đem thẻ. Chị anh chạy lên lấy thẻ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mày đập đá vậy hả? Cái vlog này là chút ra chợ Tiến nhớ nhắc anh. Tại vì sau khi mà anh quay thử khoảng nãy giờ từ lúc mà mình giới thiệu mà tụi anh mua đồ xong á, thì cái vlog này nếu mà lát nữa em không nhắc anh mua muối á là mày có đủ thuộc để mày dựng đâu. Nhớ nhắc anh nha. Ok. Đây quận 4 mà tụi em đi giang hồ nó hơi nguy hiểm. Ok. Hiện tại là mình với anh Linh, anh Lu đã mua than xong rồi. Bây giờ là mình sẽ về để mình nướng. Đi nướng thịt. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu rửa sơ chế xong cái phần thịt. Sau đó mình sẽ ướp thịt và bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn sơ chế trước. Ok. Không biết chú Linh có cần con giúp đỡ gì không ạ? Ai vậy ta? Ôi. Hello mọi người. Hôm nay là sang studio của anh Lu là để làm bữa BBQ. Mình thì chả có tài năng nấu nướng gì, mình đến đây là để ăn thôi. Kẻ là Sa thế à? Anh trực. Trời em đi chợ đó anh, em đi chợ. Đi chợ à? Em đi chợ. Chưa được ăn miếng thịt nào vào mồm, cơm chó đã no hết cả rồi này thì BBQ cái gì? Đi vô dọn chén liền. Ghê chưa? Dạ mẹ, dạ mẹ. Yêu một ai là yêu, diễn nó từ trong nghi suy là bao đàn mâu. Không thuộc. Nào, thấy chưa? Tè 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 tè. Mặc đi á, mặc đi à River hả? Đang mặc váy này nhẹ không được á. Sao nữa? Ê, chó. Anh Lu cũng dạn. Anh bị lây bởi lợi, cái này là lợi nó nhọc nha mọi người. Không. Rồi mọi người, chương trình khai vị trước khi đến món chính. Giờ thì tụi mình đã xuống tới cái chỗ nướng thịt BBQ. Bắt đầu mình sẽ nhóm lửa, sau đó mình sẽ bắt đầu nướng những cái loại thịt phía bên đây. Ủa? Mọi người đang làm gì vậy? Lút than nhỏ, hút than của mình bự quá. Bên than bên kia to quá, bên này nhỏ nhỏ để mồi ơi. Để mồi trước anh em ạ. Sau 47-49 ngày thì lửa của than nó đã chín và hãy bắt đầu nướng thịt. Rồi cũng hơi lâu rồi. Đây bắt đầu mọi người. Đây cái con chiên là đang ngồi chờ. Ngôn ngữ và luận viên hay à. Lửa của than nó cũng đã chín. Nói với ta cũng không hiểu. Lửa ở vị trí than hả? Lửa đến từ vị trí than. Lửa đến vị trí than đang rất to. Anh đang nướng thịt cho mọi người, nhưng mà anh còn món đặc biệt dành cho em, người yêu tương lai của anh. Hãy nhanh đến với anh. À quên, để tôi hỏi. cameraman là mọi người. Từ lại rồi đó. Nhân vào sau những clip funny fail. Con này phải làm tí gạo nước cho nó chưa hỏng. Đây nước này anh em. Nước ngọt. Không biết là cái bữa ăn này mọi người thấy thịt Linh ngon không? Da, Ngọc là Linh với lại là lần trước thì có anh quay với lại Ngọc với lại Sa với lại Mai rồi. Thì lần đầu tiên mà Linh với lại gọi là có cái hoạt động gì đó với mọi người mà có quay vlog như này thì chia sẻ chút xíu cảm nghĩ mình đi. Cá nhân em thì em thấy khá thích với những cái hoạt động này. Bởi vì sau những cái giờ chơi ranh nó thoải mái thì em cần những hoạt động nó căng thẳng hơn. Lý do là sao em căng thẳng? Ai làm em căng thẳng? Đó có một vài thứ hơi căng thẳng. Ok. Nói đùa về thôi chứ thực ra những cái hoạt động này rất là thú vị và nghĩ là hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho kênh của anh Luân để nếu mà các bạn comment đồ các thứ và mình đồ các thứ nhiều nha, với lại có chị em gái giới thiệu cho mình cũng được, hiện tại mình cũng đang single. Ôi sẵn luôn. Sẵn bước cây luôn à. Tiện ok. Lợi à. Đầu tiên thì em thấy những cái buổi tụ tập như này rất là vui, ăn uống rất là ngon, nữa lại còn có thêm content anh em xem thì là quá tuyệt vời. Lại còn được chơi nữa. Đúng, lại còn được chơi nữa. Rất là nhiều trò chơi hay, cho nên là anh em mà xem mà cảm thấy thích thì hãy nhớ like và subscribe kênh của anh Lu để anh Lu có thêm nhiều cái cơ hội để tổ chức những cái buổi vlog quay chung với anh em như này và có thể mời thêm nhiều người hơn nữa. Hôm nay là bị thiếu mất 1-2 người. Yếu. Thì hy vọng là hẹn gặp lại anh em ở vlog sau với một cái đội hình đông đủ hơn. Rồi, thì chắc là cũng cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian tham dự và đặc biệt là các bạn khán giả đã xem, theo dõi vlog này. Nếu như các bạn muốn là tụi mình có làm một cái content gì mà đặc biệt, tức là không liên quan tới game mà là một cái gì đó hoạt động như các bạn nghĩ rằng sẽ thú vị mà các bạn muốn tụi mình xem, tụi mình làm mà các bạn xem thì hãy để lại comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye. Ở đây có gì chơi ơi luôn. Em à. Báo Ngọc, báo Ngọc. Anh nghe ơi, chưa hỏi tiền gì, để nghe có gì bạn, quên gì nhưng những mục đích của em là khai thác thì quên phải giải khai.